Xin chào tất cả các bạn, mình là Hỗ trợ Đồ án Công nghệ Thông tin đây. Thì hôm nay mình với các bạn chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái đề tài xây dựng giải pháp bảo mật ứng dụng web dựa trên Desktop Banner kết hợp Mode Security. Thì cái đề tài đồ án lần này thì mình các bạn sinh viên mới nhờ mình làm cách đây một tháng. Thì đồ án này mới báo cáo xong là đạt được 9 điểm. Đó, một số điểm khá là ấn tượng đúng không ạ? Thì tại sao lại có số điểm ấy? Thì thứ nhất là về nội dung rất chi là rõ ràng, mạch lạc về phần thực nghiệm áp dụng được vừa là nghiên cứu vừa là ứng dụng. Nên mình thấy là thầy cô đánh giá rất là cao. Thì mình với các bạn chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung. Thì về phần nội dung tóm tắt thì ở đây rồi đó, thì mày tổng quan này về chữ thứ nhất là sẽ gồm tổng quan về ứng dụng web và các giải pháp đảm bảo an toàn đó, thì đây là một số nội dung lý thuyết thôi, nào thì lướt qua. Chữ hai là khảo sát doanh nghiệp và vai trò của setup của bạn đâu. Khi khảo sát mỗi doanh nghiệp xong thì chúng ta phải có các thông tin cơ bản về hệ thống mạng của doanh nghiệp đúng không, thì từ cái hệ thống mạng doanh nghiệp thì chúng ta sẽ biết được về nhu cầu của cái hệ thống mạng của công ty đấy đối với cái phần mềm của ta sử dụng. Và chữ thứ ba cuối cùng là triển khai xây dựng hệ thống bảo mật máy chủ web của công ty mà chúng ta có sẵn nó dựa trên sự tốt với partner kết hợp Mode Security. Thì về chương 1 thì mình sẽ đi lướt ngang lướt nhanh thôi nhé, thì cái này là một số lý thuyết thôi mà họ, thì cái này các bạn có thể tìm hiểu và đọc trên mạng cũng rất chi là đầy và đầy đủ, nhiều và đầy đủ. Rồi ví dụ chúng ta sẽ đi vào chương 2, khảo sát doanh nghiệp. Đây thì khảo sát doanh nghiệp là khảo sát đúng mô hình công ty doanh nghiệp luôn này đó, công ty là có hiện đang sử dụng cái gì, chi tiết công nghệ sử dụng đó, mô hình dịch vụ đầy đủ và nó ra hiện trạng mạng của công ty đúng không ạ, nhu cầu công ty đối với sân tốt của partner và cuối cùng là vai trò của sân tốt của partner đối với cái công ty đấy đó. Thì từ cái những cái cơ sở lý thuyết trên người ta mới đưa vào triển khai là xây dựng cái thực nghiệm à, ta xây dựng mô hình thôi đó. Từ cái mô hình trên đưa ra một số nội dung lý thuyết, thì ở đây là mình sẽ kết hợp với Mode Security đó, phần này là phần giới thiệu thôi. Đó, thì phần thử nghiệm cũng sẽ có những cái gì, thứ nhất là triển khai và xây dựng trên máy chủ Google Cloud Phantom, nhờ khởi tạo máy chủ cấu hình ở Desktop Web Banner đó. Đó thì sau khi cấu hình xong thì chúng ta sẽ xây dựng các tập luật đối với Mode Security. Ở đây có xây dựng tập luật chống tấn công SQL injection, chống tấn công khai phá mạng nguồn, xây dựng tập luật chống tấn công từ chối dịch vụ đó, và có đưa ra được đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm. Sau khi đưa ra thì mình sẽ đánh giá hiệu quả và triển khai thực tế và cái khó khăn của nó. Ok, xong rồi chúng ta sẽ kết luận và thắc mắc chỉ. Rồi, ok. Và trên đây là toàn bộ báo cáo mà mình muốn cho các bạn biết. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra một cái sản phẩm. Đó, đây là sản phẩm của nó. Xây dựng một cái VBS ở trên Google Cloud Phantom. Sau khi xây dựng xong thì mình làm gì? Đó, thì mình sẽ copy cái đoạn đường link này. Rồi, sau khi nhập mật khẩu xong thì mình có thể vào được trang chủ giao diện của Desktop Banner. Và ở đây mình làm gì? Mình chủ cái tên miền mà mình cần 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 làm vào cái xung tiếp của Desktop Banner này. Thấy chưa? Đó, tên miền của mình là cnttytt.com, bạn có thể là xem sản phẩm trên đây. Đó. Sau khi ở đây thì mình có vào phần Mode Security, trong đây có phần Mode Security và mình cấu hình thôi mà. Đó, để cho mình cấu hình. Đấy. Ở đây có cái rule config. Đó, rất chỉ là đầy đủ và chi tiết. Thì đây là sản phẩm cuối cùng. Nó xây dựng giải pháp bảo mật Desktop Banner trên Mode Security và chúng ta đã được một cái tên miền và kết hợp các bài tập thì rất chi là đầy đủ và chi tiết. Được chưa? Cái sản phẩm mình đưa với các bạn đến đây là hết, thì còn nếu các bạn cần mình hỗ trợ gì thì có thể nhắn tin hoặc là liên hệ với bên mình.